xin mến chào quý anh chị của chủ quay trở lại kênh của VietPhu. Tiện này thì uh, video hôm nay em xin giới thiệu đến quý anh chị của chú một số cái uh, mẫu đồ điện tử. thì quý anh chị của chủ có thể thấy trước mặt là rất là nhiều cái đồ điện tử như là laptop, MacBook, uh, iPad, rồi tablet, đồng hồ thông minh. Đấy thì uh, các loại đồng hồ thì em vẫn rất là nhiều. còn đằng kia còn cả trăm cái em chưa làm được. Uh, soạn được thì em chưa đăng video được tuy nhiên thì hôm nay em tranh thủ đăng một cái video về một số của em Macbook uh, iPad và Tablet để quý vị chị, chịu chụp cùng tham khảo cái giá của sản phẩm uh, này thì uh, hiện tại thì em mấy cái đồ bãi thì em rất là nhiều ví dụ như mấy đồ iPhone mà lấy uh, linh kiện này thì nó rất là nhiều uh, phone khóa iCloud hàng bãi bẫy thì đa số là những cái hàng iphone bị ở khóa icloud người ta khi người ta bỏ đi người ta chưa thoát icloud thì một số anh em cũng có nhu cầu mua về để bẻ khóa để dùng à... thì một số anh em mua về lấy linh kiện để thay vào máy những hàng này thì là linh kiện của sản phẩm zin theo hãng đi luôn đấy thì người nhật người ta không khi người ta bỏ đi thì người ta tho quên thoát icloud là cố tình người ta không thoát hoặc là Uh, người ta uh, bị rơi thì người ta cho vào đóng bãi Đấy, thì uh, bên em có uh, thu nhặt được uh, gom thu gom được cái hàng bãi và uh, một số cái người ta thoát ai lao rồi thì xử lý được thì uh, bán cho quý anh chị của chú dùng còn một số cái mà người ta quên thoát ai lao thì Danh uh, phải lấy linh kiện Đấy, hoặc là anh chị đưa về để uh, phá ai lao dùng em xin đi vào nội dung ngày hôm nay là về các cái sản phẩm iPad và uh, Tablet Thì đầu tiên cho qua anh chị của chú là một cái sản phẩm iPad uh, Đây thông số nó con này thì uh, mọi thứ đều ok với anh chị của chú nhé đây là một sản phẩm iPad Air, uh, Wi-Fi và SIM luôn uh, con này có dung lượng là 16GB uh, Màu thì là màu gold nha anh chị của chú, uh, à màu, uh, màu silver màu này thì là màu 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 gold anh chị của chú nhé à, màu này là màu gold và mọi chức năng thì em đã test wifi rồi chụp ảnh rồi các thứ đều ok à, cái này thì có một cái vấn đề là nó là sim là sim của nhà mạng docomo à, sim lock Nhiều Wi-Fi thì ok nhưng là sim là sim lock Cô chú anh chị của chú nhé về việt nam thì dùng một sim lock khoảng tầm trên trăm nghìn ấy. thì có thể dùng được vừa sim vừa wifi luôn cái này thì trên thị trường ở Nhật Bản đến hàng đấu giá, hàng cũ người ta bán cái sản phẩm này là 1 3 đến 1 5 Trên đường khoảng tầm gần 3 triệu đồng, chưa cước phí về Việt Nam Đó. Thì, Tuy nhiên cái sản phẩm này thì em bán sản phẩm là máy trần, hàng bãi thì em không có bán sản để game sạc Thì là cái sạc Lightning của iPhone bình thường thôi, rất là thông dụng Và giá của em bán là 2 triệu năm về đến tay quý vị chú nhé Đấy À, uh, mọi chức năng đều ok nha anh chị cô chú 2 triệu năm như con này thì mọi chức năng ok và ngoại hình thì đẹp hoàn hảo luôn không bị uh, va đập nhiều chỉ có một vết xước nhỏ ở đây nên thành aqui, bên thành này thì không ảnh hưởng gì đến màn hình không ảnh hưởng chức năng ạ phẩm là số 12 triệu năm nha anh chị của chú camera trước sau uh, wi-fi bluetooth sim để em thử sim nhà mạng bên này thì ok rồi còn cái uh, Uh, sim uh, của mạng khác ấy, thì không được Phải dùng sim unlock Cái đại diện Việt Nam mà ăn lại hơn Thế Bên này thì đắt hơn một chút Nên uh, quý vị chỉ có chú mua về uh, Và lắp cái sim unlock của Việt Nam vào Thì dùng sim luôn và vừa, vừa dùng sim 4G vừa uh, 5G nhỉ vừa SIM 5G luôn vừa wifi Quá tiện lợi luôn Đây, Sản phẩm này rất nhẹ gọn nhẹ Em đã chạy lại uh, Chương trình uh, Tiếng Việt cho uh, Tiếng Anh rồi đây sản phẩm này à, à, có những quận nhà mạng à, shop banh anh chị cô chú nhé em rất là nhầm công combo sản phẩm shop banh à, và em đã thử cái uh, sim bên này thì ok rồi tuy nhiên thì uh, sim khác mạng thì nó không được đây thì pin cái sản phẩm này pin ở đây thì nó không thể hiện lên cái đấy nhỉ cái tuổi thọ pin nhưng mà em để chờ này em để chờ tầm 10 ngày rồi ấy vẫn còn 65 phần trăm pin đấy vì em không dùng đến em vì em chạy phần mềm xong thì em để nguyên đấy thì em không dùng để em để một loạt đấy thì xem cái chức năng pin đấy đấy thì con này là 2 triệu năm về Việt Nam anh chị chú đó. số 1 ạ à. anh chị chú nào lấy số mấy thì à, nhắn cho em tiếp theo sản phẩm số 2 à, số 2 thì à, là một cái sản phẩm iPad iPad 1 à, con này thì cái là 64GB À, bạn là bạn dùng sim chứ không có, à, bạn là bạn wi-fi không có dùng sim. Đấy. con này pin cũng rất là ok em cũng để tầm 10 ngày chơi rồi vẫn còn 25 mươi con này thì nó uh, đầm máy hơn cái con lúc nãy mọi chức năng wi-fi rồi camera trước sau đều hoạt động uh, hoàn hảo không vấn đề gì. em đã chạy lại chương trình rồi. đấy thì uh, quý vị anh chị uh, cô chú có thể là mua học uh, cho con cái học hành phai uh, tham mà zoom các thứ dung lượng lớn 64g thoải mái dùng hết Đấy, nhưng mà nhược điểm so với con lúc nãy thì con này nó không có sim con kia thì lại có cái sim uh, và giá thì hai sản phẩm này đều giá tương đương nhau uh, là 2 triệu năm này cũng uh, cộng uh, lightning uh, ở trên uh, mạng của nhật thì hai sản phẩm này bán giá tương đương nhau luôn là một một ba một một năm quý vị anh chị chú có thể tham khảo model của nó thì là ở phía sau đây model A1458 còn cụ thể chi tiết cái model uh, của sản phẩm ấy, thì nó là ở đây à, uh, model sản phẩm này là đây. model MD 515G à, G dành cho Nhật Bản ấy. đấy là 2 triệu 5 chị của chú ấy. mọi chức năng này đã test ok à, và đây là cái um, Zalo của em Facebook và youtube thì đều là viết phú dây như thế, quý vị anh chị chú có thể liên hệ đấy thì uh, zalo zalo số điện thoại việt nam em đã dùng 15 năm rồi thì xe bên này em mang sang bên này 5 năm em vẫn chuyển vùng quốc tế mất phí vùng quốc tế dùng để liên hệ cái số điện thoại này không chín bảy bảy hai sáu hai bảy tám và số nhật bản điện thoại zalo nhật bản thì em để ở góc màn hình khi anh chị cô chú có thể à, lấy ở góc màn hình ở đây là một sản phẩm tiếp theo là số 3. Số 3 là một sản phẩm iPad 16GB, model là mc 979 g À thể cho Nhật Bản này các anh chị cô chú. Pin cũng tương đương với sản phẩm bên cạnh đây luôn. Cũng đợi 10 ngày rồi. Đây có ghi sau là 16GB luôn. Đây là dính cái ừ, bằng dính. Đây model A1395. Còn sản phẩm này thì đây cái mực trẻ con không phải là vấn đề gì cả. À cái chức năng thì Wi-Fi Bluetooth đó, camera đều là trách chụp kem màn hình thì hoạt động không lỗi lầm hoàn hảo luôn sản phẩm này thì nó sẽ rẻ hơn các sản phẩm kia à, cộng nó là cộng với cái sạc iPhone 4 này nữa anh cộng này thì Uh, mua thì nó là tiện rất là dễ ở Việt Nam thì bán mấy chục nghìn một cái vì cái, cái cái sản phẩm này thì cái, cái sạc này bây giờ nó là cái uh, sản phẩm lâu rồi nên là cái vấn đề của mình cũng không ngại đến vấn đề hàng là hàng giả hay là hàng cũ hay là hàng chất lượng kém đối với cái sạc nó không quan trọng cái sạc nữa rồi không quá quan trọng nữa rồi đây cái máy là màn hình vẫn còn hoạt động rất là hoàn hảo ổn định nha quý anh chị cô chú giá sản phẩm số 3 này bán một triệu ba trăm nghìn về Việt Nam đây là hết ba em uh, ipad à, sang sản phẩm uh, sony tablet cái này thì uh, cũng uh, rất là, ok luôn chức năng hoàn hảo nhé à, model của nó là sgp 311 một sony à, mọi chức năng thì em đều đã test là ok à, cái uh, store store dung lượng của nó là 16 sáu Đấy, chưa kể uh, có khay cảm thể nhớ uh, ipad kia thì uh, nó không có khay thể nhớ nhưng dòng uh, tablet thì nó có thêm cái khay cảm thể nhớ và sạc của con này là usb type b -B. Đấy, b là dòng uh, samsung android ngày xưa đó uh, rất là tiện lợi rất là dễ uh, kiếm sạc nên là không không vấn đề gì cả Đấy, thì mọi uh, cái ngoại hình thì đều rất là đẹp vì nó lâu rồi bãi cũng phải tránh những cái vết xước trên cái mặt của cái sản phẩm này nhựa này là nhựa này nó không phải là nhựa nó làm với nhựa này thì nó bám mồ hôi và cái xước này không thể tránh được sau này có logo Peria NFC tiêu chuẩn EC0682 à, một số này rất là mỏng và nhẹ Đấy, mọi chức năng thì không phải vấn đề nữa à, camera thì có thể nói là nét như Sony rồi ta cũng không có gì để mà bàn cãi À, em lại check uh, wifi này Đấy. ok hết rồi quý vị có vị chỉ việc mua về dùng thôi con này thêm bán với giá chỉ có 900 nghìn thôi Đó. rất là nhẹ nhàng tình cảm mọi chức năng hoàn hảo đẹp cầm em này thì cũng rất là nhẹ tay tiện lợi mang đi đâu cũng được ra ngoạn cà phê ngồi, ngồi lướt uh, báo đọc thông tin rất là ok luôn 900 000 ngon bộ rẻ ít tiền mà để được nhiều thịt đây là một sản phẩm khác của cái gì tablet của Rau Rau là một dòng tab, dòng hàng điện thoại và lắp điện và tablet rất là có tiếng ở bên Nhật này Đấy, dùng chất rất là chất lượng Đấy. Cái này thì là bạn của nhà mạng Rocomo mua à, Có à, Quý vị à, có thể là dùng sim Đấy sim đây. đây Sim hoặc là wifi đều ok Tuy nhiên con này thì nó đang là bạn của nhà mạng Nên là nếu quý vị anh chị có dùng thì dùng thêm một sim unlock tầm trăm nghìn ở Việt Nam ấy. Rất là nhiều Rất là dễ mua Và điện thoại là cũng có store nó là 64GB 64GB nha anh chị cô chú thoải mái điều trữ luôn chưa kệ thẻ nhớ ngoài đấy, chưa kệ thẻ nhớ ngoài vừa uh, wi-fi rồi uh, 4G 5G rồi uh, các nói chung chức năng đủ hết Ở màn hình thì hoàn hảo không vấn không vấn đề gì đây, camera rất ok cả, không đây gì hết. Sản phẩm này em bán chỉ có 850.000 Rồi, quá đẹp có là nhiều thịt trong một cái món sản phẩm ít tiền như thế này luôn tiêu chuẩn EC0682 đây là của uh, Rao là một cái thương hiệu đến từ nhà sản xuất Fuji chữ này Made in Japan đây, anh chị của chú nhé đấy 850.000 cho một cái sản phẩm Rao Made in Japan của nhà mạng Docomo dùng được wifi và sim 64GB này tablet rất là nhiều thịt trong một cái sản phẩm ít tiền như thế này, này thế thì uh, pin thì nó không em cũng để 10 ngày em để em sẽ xem cái um, cái cái uh, dung lượng pin nó còn bao nhiêu tuy nhiên thì em có thể đảm bảo với anh chị cô chú là pin dùng thoải mái luôn đẹp ra luôn uh, đây, mình, đây vẫn còn hai tươn trăm để mình chơi nghe nhạc liên tục vẫn còn mười hai tiếng 13 tiếng nữa, xem phim liên tục thì vẫn còn ba tiếng rưỡi nữa nếu có vị đọc báo liên tục liên tục không nghỉ mắt không được nghỉ khỏi màn hình thì là 4 giờ liên tục màn hình sáng à, vẫn thoải mái dùng cà Pikachu rồi game đấy, rất là nhiều cái ứng dụng đi kèm sẵn ở đóng sản phẩm này à, rất là tuyệt vời 850.000 ít tiền mà được nhiều thịt đấy, một cái sản phẩm Ok đấy thì uh, ngoài ra đây là có 5 cái sản phẩm với iPhone iPad và tablet ra thì sản phẩm ở đồng hồ thông minh kia cao ba quay này thì uh, bên em vẫn còn uh, rất là nhiều đây là cái sản phẩm mà em đang dùng thôi đưa ra để review cho anh chị của chú dễ xem hình dung cái cái, cái 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 hình nó một tháng này em không sạc nên nó hết pin này con này là pin nếu mà quý bị sạc đây pin dùng một tháng là quý vị chú đó dùng một tháng luôn đấy em dùng một tháng đó. còn nếu mà ví dụ hay xem giờ thì ít nó phải được tầm 20 ngày đó rất là ok luôn biết là trâu ba quay này nếu mà nữ thì có thể đeo màu này nam đeo hai màu xanh đen đó nguyên hộp phụ kiện à cái này thì giá của của nhà sản xuất người ta nên biết này một con chín sáu trăm tám mươi và tương đương khoảng tầm ba triệu rưỡi ở bên này đó và hàng của em là hàng những con này là hàng sân sale nguyên hộp phụ kiện nhé, nguyên siêu nha anh chị cô chú nhé đây là hàng của em em dùng đưa ra review cho quý vị chú nhìn cái sản phẩm nó còn em bán cái này sản phẩm này về Việt Nam hàng mới tinh trăm phần trăm À, hàng 3 triệu rưỡi mà có ở bên Nhật à, Tuy nhiên hàng sang sale em bạn về Việt Nam là 1 triệu đồng Đấy, 1 triệu đồng về đến Việt Nam đã bao gồm cước uh, vận chuyển từ Nhật về 1 triệu đồng đến tay chị cô chú nhé quá rẻ quá nhiều thịt luôn Đấy, chức năng thì đầy đủ hết là uh, đo nhịp tim nó bước chạy rồi rồi gian hẹn giờ um, nhận thông báo tin nhắn nhận thông báo cuộc gọi nếu quý vị đồng bộ qua điện thoại tuy nhiên không không nghe gọi được nha quý vị anh chị chú nhé đấy thì nó sẽ đồng bộ ngôn ngữ theo quý vị anh chị cô chú trên cái điện thoại nếu quý vị để tiếng việt thì nó là đồng bộ tiếng việt tiếng anh tiếng anh tiếng nhật là tiếng nhật và tiếng tàu thì nó sẽ là thẻ tiếng tàu đấy thì rất là tiện lợi có app kết nối luôn qua cái trong sách sử dụng nó có còn quý vị anh chị cô chú nào mua về nếu có chỗ nào chưa hiểu thì em sẽ gửi thông tin để quý vị anh chị chú có thể dễ À, cài đặt và sử dụng đấy thì uh, lô này thì em sẽ gửi sớm uh, trong uh, cuối tuần này nên là quý vị anh chị chủ có nhu cầu sản phẩm nào thì liên hệ với em sớm em sẽ gửi đóng và gửi luôn cho kịp chuyến ngoài kia thì có máy đeo rồi bóc bốc rồi đây là vô sinh Đấy, toàn hàng thú dữ kia thôi em đã có khách đặt rồi anh em tạm thời không review đấy thì uh, video hôm nay em xin chấm dứt tại đây em xin uh, cảm ơn quý vị, triệu chú đã theo dõi, ủng hộ ở với Phú à, trong những thời gian vừa qua và em cũng trân trọng cảm ơn sự ủng hộ tiếp tục trong những thời gian tới em xin chào hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.